Athena Nonolith. Chào mừng anh em đến với K2 của trực tiếp game. Anh em thấy tôi hát hay không? Quá hay cờ MNL nhá. Quá hay cờ MNL. Thật với anh em luôn một câu cho ngay. Thường là đừng tưởng giọng thằng này không chịu hát thì thôi, thằng này mà hát chỉ muốn đi thi idol luôn. Vỗ tay, đúng rồi, vỗ tay lên. Xin Facebook Riku-san. Đấy, có anh em Triệu Thái Tú biết đánh vào cái chỗ này chat là xin Facebook Riku-san, nhưng đéo biết là lên Facebook đánh cái chữ Riku-san vào tìm. Triệu Thái Tú nhá. Thế này thì em còn FA còn dài em ạ. Anh nói thật, mất công lên trên Nono đánh hẳn vào câu chat xin Facebook Riku-san, nhưng thay vào đó đánh chữ Riku-san vào Facebook search thì đéo biết. Đầu bò nó vừa thôi chứ, đầu bò đầu trâu thì làm sao mà đào tạo được. Khổ quá rồi mà. Thôi rồi nha anh em nhé, chúng ta quay trở lại với game thôi. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục con game Murder House. Tựa game coi như mang phong cách ra mắt năm 2020 vừa mới đây, nhưng mà nó lại mang phong cách đồ họa của những năm 1990, cách đây 30 năm. Game nó có một cái nét kinh dị riêng, nó mà rất lâu rồi tôi mới tìm thấy. Tức là nó kinh dị không phải theo cái kiểu gọi là theo cái kiểu gọi là chân thực như bây giờ, mà mọi thứ của nó đều cảm giác, nó đều từ mô hình nhân vật cho đến những cái cảnh tượng máu me, cho đến mọi thứ đều cảm giác rất là cũ kỹ, nó rất là răng cưa, nó rất là khối hộp, nhưng đấy, nhưng lại rất là đáng sợ. Đấy. Trong phần trước chúng ta chơi thì nhắc lại với anh em một chút về cốt truyện. Chúng ta vào vai một nữ sinh, tức là một sinh viên đang đi làm thêm. Đang làm thêm, làm coi như là kiểu như là phụ trợ giúp trong cái nhóm quay phim của đài truyền hình. Đến để làm phóng sự về một cái ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma này, ngôi nhà này trước đây là nơi sinh sống của một cái thằng giết người hàng loạt. Nó chuyên môn giết trẻ con thôi. Và sau khi mà đoàn làm phim mới đến thì bắt đầu gặp những cái sự việc coi như là kinh khủng. Việc đầu tiên đó là đột ngột xuất hiện cái con Bunny, chính là thằng sát nhân năm xưa. Nó đi, nó giết từng người một. Trong cái phần hôm qua tôi chơi thì nó đã coi như là cắt đầu nhỉ của bà MC, sau đấy là xẻ đôi người của anh đầu chọc, anh trưởng đoàn. Giờ đây chỉ còn mỗi chúng ta và anh quay phim. Đấy, còn nhân vật chính chúng ta và anh quay phim vậy thôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục anh em nhá. Hôm qua là tôi có chơi một đoạn rồi, xong rồi tôi thoát, thành ra hôm nay chúng ta phải chơi lại cái đoạn đấy một tí. Nhưng mà yên tâm, hôm nay thì phải làm cái gì là tôi nhớ hết rồi. Game này đúng chất kinh dị chứ không bí ẩn mơ hồ, đúng rồi. Đây là phong cách đồ họa của game PS1, cho nên anh em sẽ thấy. Chứ là tôi bỏ qua đến cái phần nào rồi nhỉ anh em nhỉ? À, bây giờ là mình phải xuống dưới tầng hầm để cậy cái tủ ở dưới tầng hầm đúng không? Cái này tôi xếp mà tôi đã cậy cái tủ dưới tầng hầm chưa nhỉ anh em nhỉ? Tôi còn chả nhớ là cái đoạn này tôi đã cậy cái tủ dưới tầng hầm chưa cơ. Nói chả hiểu lúc con Bunny nó chặt xác em MC mà mình có cảm giác bấn VKL. Kéo hiểu. Bấn VKL của đâu tôi không. Thực ra thì cái nhóm dev ra cái con game này họ cũng khá thông minh. Bởi vì là cái gì cũng thế thôi, bây giờ quá nhiều cái tựa game mà nó... À, tôi cho trứng vào đây chưa nhỉ? Chưa cho trứng vào đây. Cho trứng vào đây đã. À, bây giờ quá nhiều đồ game nó theo kiểu gọi là đồ họa nó chân thật rồi, bây giờ họ làm ngược bẹ lại. Đồ họa đéo chân thật mà lại là cái kiểu đồ họa gọi là năm xưa. Đấy, thế mới hay, nhiều khi lại thế mà. Nhiều khi như thế mà tạo chúng ta cảm giác năm xưa, bởi vì chỉ có anh em nào mà sinh khoảng năm 8X ngày xưa đã từng chơi tựa game kinh dị vào khoảng năm 95-96 thì anh em mới thấm được cái nỗi sợ khi chúng ta chơi tựa game như này. Mà nói thật anh em thấy, chứ còn các anh em mà sinh năm 9X với cả 2000 thì khó. 9X với 2000 thì khó, bởi vì là anh em sinh sau đẻ muộn thì đến cái lúc mà anh em lớn lên để mà chơi game, lúc đấy là đồ họa của game nó đã khá rồi, chứ nó không cái kiểu đồ họa nó năm xưa như này nữa. Nên là nó cũng là một cái điều đáng tiếc. Đâu nhỉ? Đây. 9X biết Resident Evil với Silent Hill. Biết thì biết.
Nhưng mà nếu mà bảo là anh em gọi là biết thì không nói làm gì, nhưng mà bảo là chơi ấy. Chơi đấy anh em, thưa anh em chuyện cái phiên bản sau này rồi. À đây. Lấy cái nam châm này chúng ta ra phòng khách chúng ta hút. Ở trên phòng khách ra. À mình sẽ lấy là cái bóng đèn đúng không? Có phải phòng khách là mình sẽ lấy được cái bóng đèn nhỉ? Lấy cái bóng đèn xong rồi mình sẽ lên mình lắp vào trong cái mình sẽ lắp vào trong cái tầng trên cùng. Sau đấy là Phi tìm cái chìa khóa mở căn phòng mà anh gì anh đang trốn. Sau đấy là cho anh ấy đi luôn. Em chỉ biết Mario với Rockman X8. Thực ra tôi thật với anh em ngày xưa mà, tôi có dám chơi mấy game kinh dị mấy đâu. Thực ra kể cả Resident Evil hoặc là Silent Hill, tôi đã từng chơi rồi. Nhưng mà đúng là chỉ vào chơi được đúng khoảng tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng là tôi bỏ. Bởi vì hồi tôi sợ lắm. Tính tôi mà sợ chơi kiểu ám ảnh ấy. Mãi tận con Outlast là hồi đấy thật với anh em là phải có live stream thì tôi mới chơi, chứ còn bởi vì là live stream thì sẽ có cái cảm giác là chúng, mặc dù đúng là chúng ta tôi ngồi một mình trước cái máy thật nhưng mà có cái nó lại có cái cảm giác như kiểu là mình đang chơi cùng với anh em ấy, tức là có anh em đứng xung quanh ấy, thì nó tạo chúng ta mới cảm giác đỡ sợ hơn. Chứ còn nói thật với anh em, chứ nếu mà mẹ bảo nói thật là nếu mà không phải là live stream chắc đéo được làm gì chào lát luôn, thề đéo được làm chơi luôn. Chỉ có này để mở cái cửa này. Anh em vong hồn đứng xung quanh không? Đây là cái tờ nốt của một cái những đứa trẻ con, nó để lại cái lời nhắn đây, nghe thấy tiếng. Đấy, anh này chuẩn bị đi đến nơi rồi anh ơi. Giúp tôi tìm đường ra khỏi đây. Này thì tìm đường này. Tìm đường này. Úi dồi ôi. Tìm đường này. Đấy, đây là cảnh như là anh trưởng đoàn ra đi rất đơn giản. Đấy, cái bóng đèn đen mang lên trên. Thanh niên hói này cũng cũng nói chung là cũng mất dạy, bỏ ra có tí tiền để thuê. Coi như là em này sinh viên này làm thuê mà nó cứ như bố người ta. Tự kiểm tra xem em có đồ gì không. Hôm trước mình tôi chưa kiểm tra bên này này. Không có gì đâu. Thôi lên trên lắp cái đèn vào. Giống tôi hay đi làm đêm mở xem ông chơi game kinh dị cũng có cảm giác ông đang nằm cạnh tôi nên không sợ lắm đẹp. Đéo hiểu. Đọc đến cái đoạn cảm giác ông nằm cạnh tôi chán đời. Nickname lại còn là boy bui to có đâu tôi không. Thằng ấy trốn nhanh. Thằng sát nhân trốn rất nhanh mà không tôi bắn cho chỉ ung thủ luôn. Rồi lên đây lắp cái đèn này vào. Chưa nhận được cái bút chì nào nhỉ. Đây lắp cái này vào đây. Đây rồi, chúng lại xuống cái phòng bí mật ở đây. Tiện đây hỏi anh em luôn là tôi đang dạo này tôi đang khá rảnh rỗi buổi trưa ấy. Đang định là có một cái ca stream nữa ở trên Nono vào buổi trưa. Nó rơi vào khoảng tầm 12 giờ trưa hoặc là 1 giờ chiều gì đấy. Thì ở đây có anh em nào xem được cái tầm giờ đấy không? Anh em nào xem được em comment số 1. Rồi, xuống thôi. Ok anh ê. Tuyệt văn vời luôn. Đây, chỗ này là chỗ BDSM cho anh em nhìn BDSM đây đúng không? Đúng thật anh em nhìn cái này tôi đầu tiên tôi chỉ nhận ra nó là những cái đồ tra tấn thôi, nhưng mà nhìn kỹ lại hoặc đúng là những cái đồ BDSM thật. Cái màu đỏ này là cái vòng coi như là buộc quanh mồm và cái anh nhìn thấy cái màu đỏ đó.
cái màu đỏ, cái vòng tròn màu đỏ là buộc quanh mồm, và cái vòng tròn cái bi màu đỏ nó sẽ vào đúng cái chỗ mồm há ra. Nói chung là anh em nói tôi mới nhận ra dưới này tôi nghi chính là nơi mà cái thằng sát nhân ấy nó nhốt những đứa bé đấy anh em ạ. Nó nhốt bọn trẻ con ở trong cái chỗ như này đấy, mang đi tra tấn và nó làm nhau đấy. Xem có đồ chưa. Anh giữ sức nghỉ ngơi đêm clip anh ơi. Tại vì là thú thật với anh em là như thế này, để tôi giải thích với em một tí, có anh em lại bảo là tại sao. Bởi vì là nói thật với anh em, nó có rất nhiều game, nhưng mà với cái việc là một ngày chơi 2K như tôi ý, 1K ở YouTube, 1K ở trên Nono, nó không thể bao quát hết được. Nó sẽ có những con game mà tôi đang chơi, đột ngột nó ra có mẹ con game mới. Mà tính tôi là như vậy, nó đang chơi một con game cũ mà ra game mới, các đội nhảy mẹ ra game mới. Thế nhiều khi anh em sẽ bảo là kênh này là kênh drop game. Thành ra tôi mới nghĩ là nhiều khi nó phải cần thêm một cái cả nữa để có thể tập hợp được những cái. Có đồ gì không? Ngon, băng đạn lục luôn, tuyệt vời. Một giờ trưa clip game cốt truyện có ai xem được đâu. Clip tôi sẽ upload lại. Clip livestream xong tôi sẽ upload lại. Mà tôi đang định là sẽ upload ở bên kênh Dũng CT, chứ không upload ở bên kênh trực tiếp game. Bởi vì là tôi đang có một ý định, tức là bên Dũng CT ấy, tôi sẽ upload cái kiểu, tức là như nào nhỉ, nó sẽ tập trung vào những cái con game mà nó kén người xem. Thật thề, những con game nó kén người xem, những con game mà chỉ có những ai mà thực sự yêu thích game offline ấy thì mới xem. Và nó kiểu nó như nào nhỉ, nó vừa kén mà nó vừa lắt léo trong cốt truyện thứ ABC ấy. Đấy, đang định kiểu vậy. Hôm trước tôi nhớ tôi đi vào chỗ nào nó có hình cái đầu lâu ấy nhỉ, đầu lâu xương sọ. Hôm trước tôi nhớ tôi đi vào chỗ nào mà có cái đầu lâu xương sọ, mình mở cửa nào vào thì có đầu lâu xương sọ ấy nhỉ. Cái này khóa rồi, dùng được cái này không? Ây da, kỳ ngờ 8 trên 8 viên ngay. Ngon ngay. À, như cửa này thì phải. Anh đéo cần hỏi anh clip được giờ nào anh em xem hết. Chỉ sợ anh không làm được thôi. Xe lăn, cảm ơn anh em xe lăn. Cảm ơn anh em Dũng CT gửi CT gửi sơ. À, hôm trước mình tôi đi chỗ nào tôi thấy mấy cái đầu lâu xương chéo ở đâu nhỉ? Thầy hôm trước tôi thấy có cái. Ủa? Thầy hôm trước có cái đầu lâu xương chéo ở chỗ đéo, tôi nhớ hôm trước tôi nghỉ cái lúc mà đi em cái chỗ nó có đầu lâu xương chéo cơ mà. Nếu chơi mà không clip anh cắt ra edit cho ngắn lại vừa hấp dẫn vừa dễ xem hả? Tôi live stream, đây là kênh trực tiếp game chứ không phải là kênh chơi game offline xong rồi cắt ra. Ơ, chỗ này quen nhỉ? Ở đây là đường xuống tầng hầm mà. This. Lần trước là tôi nhớ không nhầm là đi xuống dưới năm có một đứa trẻ con nó chạy. Có đứa trẻ con chạy trong này đúng không? Trước tôi đi dưới hầm là có đứa trẻ con chạy trong này mà. À, đây. Đúng rồi, đường kia đường thông ra đường hầm phía dưới. Đường kia đường thông ra đường hầm phía dưới. Đây rồi. Ui đi, cái đây là. Mẹ cái tư thế này tôi thật phải không phải tư thế bình thường đâu. Anh em có tưởng tượng ra nếu một cái bộ xương như thế này nghĩa là cái người trước lúc chết bị thế nào không? Mẹ, chói hai chân lên xong dùng xích bệnh ra. Thằng chó sát nhân bệnh hoạn quá. Những thứ kinh khủng đã xảy ra ở đây. Mẹ, bệnh hoạn quá. Gì đây? Ôi, bị chói này.
một cái xác chết khác bị trói vào đây và trói vào đây xong rồi chết, kiểu chết đói ở đây. Về đi. Mình à lấy được cái dây thừng. Được, tôi lấy được dây thừng rồi. Cái đeo với một cái toilet á. Toilet coi như là handmade đấy anh em ạ. Mẹ, nó bắt đi, nó không có toilet, nó bắt đi ở trong cái thùng. Thằng chó sát nhân bệnh hoạn quá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Ôi giời ơi, cái này nó gọi là búa thông cửa sau đây mà. Ôi giời ơi, phát bệnh phát ốm lên mất. Mẹ thằng sát nhân mẹ, bệnh hoạn thật. Cái gì đây? Có cái nút. Cô gái tóc màu vàng đã mất. Gracie thì không ngừng nhìn cái con bunny ở trên tường. Randy thì nói rằng là những quả trứng sô-cô-la khiến bọn tôi buồn ngủ. Tối nay tôi sẽ không ăn nó nữa. Randy nói với tôi rằng là hãy nhớ cái bài hát này. Tôi không biết ý anh ấy là cái gì. Tôi sẽ viết xuống một bài hát toàn bằng chữ số 888-3553-1212-1008. Anh em nhớ giúp tôi nhé. Anh em nhớ giúp tôi này nhá. Mẹ đéo hiểu. Bài hát này là mã mật mã. Như vậy là đây là xác trẻ con đây anh em ạ, chứ không phải xác người lớn đâu. Ê, thằng bệnh hoạn quá. Đây là toàn là trẻ con mà, nó cho ăn những cái trứng sô cô la ấy. Mẹ ăn vào xong rồi là buồn ngủ, xong nó muốn làm gì nó làm. Kinh tởm. Ô bút chì để lưu game hay lắm. Tuyệt vời. Bây giờ cái dây thừng để làm gì nhỉ? Ngày hôm qua có cái anh em gì mà coi như là chỉ cho tôi liên tục ấy, hôm nay không biết anh em có online không. Hổ. Cả những thứ bệnh hoạn nhất thằng sát nhân này có hết. Nhưng mà này, anh em có nhớ là ngày hôm qua lúc đầu, từ tôi nói một tí đã nhé. Anh em có nhớ ngày hôm qua lúc đầu khi chúng ta chơi con game này ấy, là có một cái thảnh thằng trẻ con đi đến chỗ coi như là cái thằng Bunny không? Thì đấy, chắc thằng Bunny chuyên môn nó rình dập trẻ con ở chỗ siêu thị ấy. Nó chuyên môn dập trẻ con ở siêu thị rồi nó bắt mang về đây. Tức là trẻ con cứ đi lạc trong siêu thị sẽ bị nó bắt. Thì cái đứa trẻ con mà chúng ta chơi cái phần đầu game ấy chính là một trong những đứa bị đưa về đây đấy. Ôi ôi, lại một cháu bé này, như ngồi đây chắc là chết đói sao ý. Đứa trẻ này có vẻ như chết vì lạnh. Ê, khổ các cháu quá, thằng chó sát nhân nhá. Nó khóa cửa đây, bọn trẻ chết vì lạnh vì đói ở trong này. Ôi cái đeo nó có cả sẻ sơ sinh à? Không có cả trẻ sơ sinh chết vì đói ở trong cái nôi này. Ai cả. Hắn ta lại đến đây một lần nữa. Không ai nhìn thấy hắn ta, nhưng bọn tôi đã tỉnh dậy và thấy có một cái giọ toàn trứng. Tôi quá đói đến nỗi quên cả bỏ cái coi như là cái khăn đậy ra. Tất cả chúng tôi đều cắn miếng lớn nhưng nên ăn thịt lẫn nhau à. Thằng kia nó mang thịt người trong này ăn. Bọn tôi cắn những miếng lớn. Cô bé với đôi mái tóc vàng, khi cô ấy cắn vào miếng thịt ở trong giọ, miệng cô ấy dính toàn máu.
À, cô ấy thả quả trứng xuống và bên trong sô-cô-la là thằng Bunny nó đã chơi đều bọn tôi. Không phải, nó cho mẹ dao cạo vào trong quả trứng. Ôi ôi, mẹ thằng chó nha, nó đùa. Thế thằng kêu cho dao cạo vào trong quả trứng xong cho bọn này, thì bọn này cũng cắn vào trứng ăn. Khổ, đứa con gái tóc vàng cắn vào sẽ bị cái dao cạo nó cứa hết vào mồm. Có quá nhiều máu và cô bé không ngừng la hét. Những bức tường coi như là cười vào cô ấy. Không hiểu. Đắc thật, như game trên deep web. Thề thật với anh em, tôi mà gặp thằng sát nhân tôi bắn đéo chưa phát đảo luôn. Thề luôn. Trong cái phòng này chắc chắn là còn một thứ gì nữa mà mình. Bây giờ là trong tay mình có dây thừng này. Không rõ dây thừng này sẽ để làm cái gì. Chúng ta có súng, yên tâm. Chúng ta có 19 viên đạn. Tôi lên tôi xếp game đã. Lên 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 xếp game đã anh em ạ. Cái này mở ra rồi cơ mà sao nó vẫn hiện nhỉ? À, mết rồi. Nó là quỷ chứ yếu phải người. Tại sao con game này lại có trên Steam? Nó chỉ mô tả thôi mà anh em. Chứ nó làm gì có hình ảnh gì đâu, nó chỉ mô tả quãng cái dòng nốt thôi, nó thật với anh em luôn chứ. Nói như anh em thì mấy con game khác thì cũng bệnh hoạn gấp tỷ lần mà nó còn mô phỏng luôn bằng hình ảnh. Con này nó chỉ sử dụng mấy cái tờ nốt thôi. Cũng giống kiểu anh em đọc mấy cái chuyện kinh dị gì đấy thôi mà. Chứ chúng ta cũng được chứng kiến mấy cảnh đấy đéo đâu. Ủa đéo đây sao có cái máy quay thằng, máy quay của thằng quay phim này. Máy quay đã bị hỏng. Nhưng mà băng hình vẫn ở bên trong. Có thể mình sẽ tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra với cả anh quay phim. Được rồi, tôi sẽ lấy cái này mang lên trên tầng 2 lắp vào trong cái tivi. Tôi phải xếp game đã. Bây giờ lên tầng 2 coi như là lắp băng vào trong tivi để xem mà giúp cuộc mọi việc xảy ra dễ dàng như thế nào. Ui mẹ, sao trong nhà đỏ này. Ô, có thằng nào nó giữ cửa bên trong mới đéo mở được cửa để lưu game nữa. Tự nhiên mẹ đổ này. Ôi ôi, cái gì đấy? Help me. Mẹ, cái gì đấy? Trên tường toàn những cái chữ help me viết bằng máu à. Nào, cái gì đấy? Ơ, cái gì đấy? Mẹ, sợ đéo chịu được. Cái phòng có cái tivi là phòng nào nhỉ anh em nhỉ? Tôi quên mẹ mất cái phòng có tivi là phòng nào rồi. Cái con này nó tưởng tượng à? Cảm giác như kiểu con vật chính của chúng ta là cũng tưởng tượng ấy. Có thể có chữ help me giúp tôi viết ở trên tường. Đây rồi. Lắp băng vào đây. Play. Thằng kia đang quay hỏi xem là có ai ở đây không. Ai đó hãy ra đi. Anh quay phim đi rồi. Đến, anh quay phim đi rồi. Hay là nó dựng hiện trường giả nhờ. Ô, nó bỏ cái gì vào trong cái đàn piano ấy. Nó bỏ một thứ gì vào trong cái đàn piano nhá. Tôm cũng đã chết. Tên sát nhân giấu thứ gì trong đàn piano nhỉ?
hay là nó dàn dựng nhỉ? Tại vì là anh em tôi xin lỗi mà tôi chơi quá nhiều con game mà diễn sâu giả chân và lừa lọc. Cho nên tôi thấy là lúc máy quay nó rơi xuống là thằng sát nhân nó đi từ cái hướng máy quay nó đi ra. Thật với anh em mà chơi quá nhiều cái tựa game đấy thành ra là tôi cũng ui kìa, mày lên đây, con chó, lên đây bố mày xem, mày phải trả giá cho những em nhỏ đó kia rồi, nó chạy rồi, mẹ thằng hèn, mày giỏi mày ra đây, con chó, tôi vừa thấy nó xong, mày ra đây, mày thằng bệnh hoạn, ra đây, nó vừa mở cửa. Ơ cái gì đấy? Ơ cái gì đấy? What the hell? Ơ cái gì vừa xảy ra vậy? Game lỗi. Đây trong cái phòng này chính là cái phòng, chính là cái phòng thằng kia nó giấu trong cái piano đây. Ừ, còn một cái chỗ mà mình cần phải đẩy cái tủ tre ở trên tầng 2 nữa. Xem nó giấu gì trong cái piano. Có khi là quả trứng cũng nên. Hắn ta giấu thứ gì đấy bên trong đàn piano. Nhưng mà phải mở được cái nắp đậy ở cái piano ra. À đây, chính là cái xếp đi á. Ờ để xếp nhá. Từ từ đã. Để tôi xếp đã. Đây chính là cái đoạn nhạc mà anh em còn nhớ cái bài hát không? Chính là cái bài hát mà chúng ta thấy cái đứa trẻ nó nhớ ở dưới, nó nhớ khi mà nó bị nhốt dưới tầng hầm đấy. Đánh cái giai điệu đấy lên. Được rồi, tôi xếp game đã. Thỉnh thoảng lại nghe thấy có những cái à rồi, xếp game 888 355 312 1018. Ok. Ôi, tôi còn nghe thấy cả cái tiếng bước chân ở trên gác nhá. Nó đang bước xuống coi như là mẹ nó đang bước xuống cầu thang. Được rồi, xếp rồi anh em ạ. Anh đánh bài xô nát ánh trăng sẽ mở ra. Đấy, mẹ, tiếng chân rõ lắm. Mà thấy nó khô lắm. Nó biết mình có súng, không ra đâu. Chứng tỏ thằng đấy không thể là ma quỷ được đúng không? Ma quỷ thì phải sợ súng. Trong khi thấy mình có súng nó chạy chắc chắn là mẹ đội lốt ma quỷ. Giống kiểu hồi xưa anh em có xem cái Scooby-Doo không? Ngày xưa tôi hồi nhỏ tôi rất thích xem Scooby-Doo. Mỗi cái tập của nó máu. À đúng rồi, đây là máu của thanh niên, máu thanh niên quay phim đây mà. Xem Scooby-Doo nó kiểu như thế, mỗi một tập là thường sẽ có một con ma con quỷ rồi em cuối cùng chính là người. Đánh piano rồi. Phòng Doc ghi còn đồ anh ơi, thế á? Phòng Doc ghi còn đồ gì? Anh em viết lại giúp tôi cái dòng cái 888 này. 1 2 ơ 1 2 3 4 5 6 7 8 hay là đây? Ờ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 3 đều đánh được. Ơ thế thế nào nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 hay là cả nút này nữa. 1 2 3 4 À đúng rồi, có cái nút trên này nữa. 1 2 3 4 5 6 7 đây, nó chỉ bao gồm mấy cái này thôi. Rồi tôi ấy lại đã. Cả nút đen nữa được rồi. Anh em tính nào. Tôi phải chụp lại comment của anh em chứ không có comment nó cứ trôi nhanh tôi không kịp nhìn được cái gì. Rồi tôi chụp lại rồi. Anh em xem này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. 1 2 3 4 5 5 3
sai à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 10, 10, 8. Rồi, mở rồi, tuyệt vời. Đeo thêm quả trứng. Mẹ vẫn có tiếng bước chân thằng chó kia bên ngoài, bực thế. Để cho quả trứng vào đây đã. Bây giờ làm gì nữa anh em ạ? À? Trong người tôi có dây thừng, trong người tôi có súng. Mà éo cái thằng đấy đâu? Nó trốn nhanh lắm. Phòng Doc ghi còn đồ Quang Phan. Có chắc là phòng đây còn đồ không? Anh em có chắc không đấy? Nó trốn rồi, còn gặp nó đéo đâu mà bắn. Dưới phòng Doc ghi dưới sàn hình như có đồ. Này hình như của anh em là tôi sẽ phải đi cả đoạn đường rất dài nhá. Nên là nếu mà anh em có hình như đấy, hình như một cái chắc chắn nhá. Đây tôi đi xuống đây. Anh em hình như là anh em phải hình như một cách chắc chắn đấy nhá. Đây phòng Doc ghi đấy, đây là cái tờ nốt đọc rồi mà. Đéo hiểu có xem chơi game không nữa. Mất thời gian VL. Anh em có xem chơi game không đấy? Xem ít nhất cũng phải để ý chứ. Đéo hiểu. Tha cho là không thèm ban. Bây giờ phải lên xác thằng đạo diễn để lấy trứng à? Lúc nãy tôi ở chỗ xác nó mà tôi không thấy nhở? Nãy tôi đứng ở chỗ xác nó ấy. Tôi định là nhặt quả trứng đấy mà lên lúc đấy không thấy quả trứng đâu cả. Hay là nó chưa nhét trứng vào nhở? Chắc bây giờ mình lên rồi mình nhét trứng vào rồi xác nhân mới có thời gian nhét trứng vào xác của lão. Của lão kia. Chỗ lão đây, chỗ lão diễn là bên phòng bên này. Ủa kìa, đi sao mày lại treo lên rồi vãi cả cút. Đi sao lại có bị nhét quả trứng vào trong mẹ. Ôi cái lồng ngực bị phanh ra xong nhét quả trứng vào bên trong à. Đéo hiểu đấy. Ui đúng đường à. Ui mẹ. Hả? Anh có sống anh Gary ơi. Anh có sống anh Gary. Anh có phải là người làm ra Gary Mod không? Anh này chắc tác giả Gary Mod khổ. À không, mình đi vào nó đung đưa thôi. Mảnh giấy đọc rồi. Không hiểu có xem không. Cứ mảnh giấy kìa mẹ. Đọc rồi. Bây giờ là lấy cái dây thừng với cái tủ đúng không? Trong này có một cái tủ là mình có thể dịch chuyển được. Dùng dây thừng với cái tủ. Đây là cái tủ này này. Rồi, dây thừng buộc vào cái này xong rồi giật cái tủ xuống. Giật đấy. Được mạnh lên. Kìa. Rồi.
Nhà vệ sinh. Ôi mẹ, cái gì thế này? Máu me. Tôi nhìn thấy máu me trong cái nhà tắm này em ơi. Sao cái camera nó không cho mình nhìn thấy bên trong nó có cái đéo gì? Hổ, con game nó làm camera thật với game mẹ. Nó làm camera rất là bố đời nhá. Trai thì cái... Ôi rồi ôi, đây là lão mẹ nhân viên nhà đất thì chắc chắn là loại trừ thì chỉ còn lại thằng mẹ, còn thằng quay phim thôi. Nếu mà anh em nào đọc Sherlock Holmes rồi anh em sẽ biết, khi mà chúng ta loại trừ tất cả những cái trường hợp không thể xảy ra được thì trường hợp còn lại dù có vô lý đến đâu cũng phải là sự thật. Chết sạch rồi, bây giờ chỉ còn mẹ mỗi thằng quay phim chứ còn ai ở đây nữa. Chúng ta thấy xác quay phim đéo đâu, thấy mỗi cái vũng máu. Mày làm impostor với tao được, mày không làm được đâu. Đấy, quả trứng trong mồm. Xong. Từ xem cho mày có đồ gì không ạ. Thật bây giờ thì đáng lẽ bây giờ là nếu mà theo luật của Among Us hoặc là Project Winter là thắng rồi đấy. Với số quái bằng số người mà. Thắng rồi đấy. Nhưng hơi đen cho anh Tôm. Là anh làm sao mà anh có thể bố láo với em trong tựa game này được. Game này nó không phải luật như Among Us. Anh thua rồi. Thật chưa kể giờ mình còn có súng luôn. Đây có hai cửa. Từ, mở cái này xem có gì không nào. Ồ, ngon, bandit. Tuyệt vời. Mình đã mất máu luôn anh em. Ở góc màn hình tôi có cái màu đỏ, mình bị ấy rồi. Tôi mẹ, bandit vào luôn. Thằng kia đừng có hòng làm gì tôi luôn, nói một câu cho nó nhanh. Ơ, hóa ra là cái phòng này. Được rồi, mang hai quả trứng xuống thôi. Xê lốc dẻo giả làm thực tập sinh và cái kết. Tôi fan hâm mộ Xê lốc hồ mà, cho nên là suy luận tôi giỏi lắm. Anh em yên tâm. Súng có đạn chứ. Không những có đạn mà còn có 19 viên đạn luôn. Đây cho anh em xem đây. Khẩu này là hiện tại tôi đang có. À đâu, không phải 19 viên. Mình có 11 viên đạn thôi. 8 trên 8 ở đây và 3 viên nữa ở đây. Mình có 11 viên đạn tất cả. Chỉ cần găm một viên là thằng kia chết, thằng kia là người ấy mà. Lưu manh giả danh cán bộ làm sao mà lược tối. Đủ 4 quả đấy. Tao đã mang đủ 4 quả trứng rồi. Mở cái cửa cho tao ra đi thằng khốn nạn. Bây giờ mình phải làm gì? Có nơi nào mình chưa check không? Còn cái gì mình chưa check nhở? Mười chín đúng rồi á, tại vì tôi nhìn thấy cái số 8/8 ấy, tôi nghĩ rằng là nó nghĩa là chúng ta có 8 viên trên tổng cộng là sức chứa là 8 viên đạn của khẩu súng. Anh hiểu không? Tức cái số 8/8 ấy tôi đang ngờ rằng là nó là 8 viên trên sức chứa 8 viên đạn của khẩu súng. Cho nên là chúng ta chỉ có là 8 viên và cộng với 3 viên bên ngoài là chúng ta có 11 viên thôi. Đấy, anh em hiểu cái suy luận của tôi về cái số đạn chưa? Nhưng mà ngẫu nhiên tôi nói thế đéo đâu. Có cái phòng tra tấn mình vẫn chưa mở cánh cửa đấy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta không có đồ gì để chúng ta mở được cánh cửa phòng tra tấn. Đúng rồi, dưới phòng tra tấn có cánh cửa chưa mở. Nhưng mà không có đồ gì. Làm thế nào để
phòng vệ sinh có hai cửa à? Ừ đúng rồi, phòng vệ sinh có hai cửa thật. Đúng 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 đúng, mình mới chỉ có một cửa thôi. Để lên xem nó như thế nào. Thật, bắn mẹ khóa mà về đúng không? Đúng có anh em nói chuẩn. Bắn mẹ khóa mà về. Ở đây có cái cửa này đây nữa. Có cái chai gì ở trên này nhưng mình có vớt được không nhỉ? Không được. Thật, có cái này bắn bố cửa. Mà ngoài vườn có khẩu súng nữa cơ. Cho tôi nghĩ, ơ, mở phòng này. This. Đâu phải rồi. Bây giờ mình phải, bây giờ tôi thử xem nó đã mở cho tôi cái cửa exit chưa. Nó mà thông minh thế đã chả có game chơi. Ờ đúng thật. Nó mà thông minh thế thì ngay từ đầu đã đéo đến đây làm phóng sự về ngôi nhà ma. Đúng anh em. Ông Dũng dạo này không thấy khoe mèo nữa nhỉ? Thấy có em mèo mới không biết thế nào. Mèo mới đấy thì có người họ hàng, bà chị họ bên tôi, thấy có con mèo đẹp quá đã xin về nuôi rồi. Tôi đầu tiên tôi định nuôi hai con, nhưng mà về sau nghĩ bảo hai con nuôi nó hơi cực. Thế là bà chị bà xin cái con mèo màu đen trắng, cái con mà nó gọi là nhị thể đấy về nuôi rồi. Tôi chỉ có mỗi Patek thôi. Xem cái cửa này có phải là ấy không. Phải nó vẫn đéo mở cho mình. Phải không hay thịt rồi. Úi giời ơi. Anh em thích ăn à? Mà tao dẫn anh em ăn thịt chuột. Hơi bị ngon luôn. Bây giờ phải làm gì nhỉ? Bây giờ có anh em nào bảo tôi biết bây giờ tôi phải làm cái gì không? Bây giờ đi xuống dưới tầng hầm thì cũng chả có vấn đề gì, vì là dưới tầng hầm thì có làm được cái gì đâu. Mình không có chìa khóa để mở cái cửa phòng kia ra thì làm sao mà ấy được. Không rõ là bây giờ phải làm cái gì. Đây tôi có đi xuống dưới đấy xem như nào nhé. Lên check phòng có khi đã mở rồi, tôi check cả hai cửa rồi. Ôi nó mở rồi đấy. Cửa đây mở rồi. Giờ phút của sự thật đây rồi. Thằng khốn nạn, mày sẽ phải trả giá con đà. Bà vào đấy. Ôi cái gì đấy? Địa đạo à? Địa đạo anh em ạ. Mẹ, thằng nó xây cả cái địa đạo ở dưới này kinh chứ. Mày mà mò lên mặt ra đây tao bắn cho thì. Cầu thang. Đi ra vườn lấy súng anh ơi. Ừ. Tôi cũng đang định như vậy đấy. Ôi mình đi vào đây rồi này, lấy súng rồi này. Ngon. Thằng chó chết. Ủa súng mà trước tôi nhìn nó ở chỗ nào nhỉ? Tôi có chỗ này còn... Ơ! This! Biết ngay anh Tôm mà! Thằng Tôm rồi! Tôm mà! Đúng vậy! Tao là thằng Tôm đây! Ôi trời ơi! Tao đã giết tất cả bọn chúng đấy! Nhưng tại sao? Để trả thù cho anh tao. Anthony không phải là kẻ giết người Easter Ripper, mà là tao. Để anh tao đã coi như là chấp nhận, tự nhận mình là sát nhân để cứu tao. Như vậy hóa ra là cái thằng Anthony năm xưa ấy không phải là kẻ sát nhân hàng loạt, mà là thằng em. Thế là thằng Anthony bảo vệ thằng này năm xưa nhận tội thay. Tao nghĩ rằng là tao đã có thể kiểm soát được cái cơn gọi như thèm thuồng giết người, nhưng nó lại quay trở với tao, và rồi tao sẽ giết mày.
mày á? Bố lão á, 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 bố. Ai à? Bố lão á. Sao đéo thế thì đéo nào, thằng đây là quái vật à? Đéo hiểu, tám phát vào người mà đéo chết. Mẹ game lại bay mẹ ngoài rồi. Mẹ thằng này là mẹ dây sơn à? Đùa. Áo dày quá. Ờ, cái áo dày. Việc đầu tiên mình phải ra lấy khẩu súng sổ gan đã anh em ạ. Chắc là chiến nhau với nó ở đây là phần cuối. Ôi chết rồi, đoạn này là đoạn từ cái đoạn nào đây? À đoạn này là lên lấy cái dây thừng để mở cái tủ kia. Đầu tiên là lên lấy quả trứng trên xác. Quả trứng trên xác của lão ấy, xong rồi lấy quả ấy phòng lấy quả trứng ở xác cái lão này đã. Nhanh mà. Ừ, có khi là nó có giáp chống đạn thật. Nhưng mà bắn còn nhìn thấy rõ ràng là mẹ là máu phọt ra cơ mà. Lần này mình phải sang bên kia lấy khẩu súng nữa. Tại vì quả đấy tôi chạy ra cái cửa kia nhanh quá, mình không được chạy ra cái đường cái cửa đấy. Mình phải đi phải đi xung quanh. Súng ở cạnh chỗ anh lên luôn à? Căn bản là tôi nghĩ là do khẩu súng này của mình là khẩu súng màu đen ấy. Đáng lẽ là nó phải mình phải sơn lên nó một cái màu nào đấy, dụ màu xanh, màu đỏ, màu điếc gì đấy. Đúng không? Chứ mình lại để có khẩu súng màu đen như này thì không được là đúng rồi, mình không sơn. Mình phải sơn rồi thì nó cái lực nó mới mạnh. Băng đít để lúc bị chém mà dùng, chú ơi, thì máu đang vàng mà. Đấy, cái này vào thì máu nó mới chuyển thành máu màu ấy chứ. Nó mới chuyển thành máu màu xanh chứ. Máu nãy bị nó chém vài phát rồi. Đủ trứng rồi mà nó đéo cho ra hẳn ngoài. Nó chỉ bảo là đủ trứng nó cho mình đường thoát thôi, chứ còn có thoát được không là vấn đề của mình chứ. Thằng này nó cũng kinh rồi. Thằng này nó cũng không có bút chì nào nữa để mình xếp nhỉ. Đây lại có cái bút chì nữa xếp ở chỗ này phải ngon. Ơ à. Quả trứng nữa là ở đâu nhỉ? Tôi lấy thiếu quả trứng rồi. À còn cái đàn piano. Quên đấy, lại đánh lại đàn piano rồi. Ê, bị cày, lại đánh lại rồi anh em ạ. Đây, đợi tí thì tôi đánh lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
nhạc nghe nó não nùng nhỉ. Nghe bài nhạc rất là não nề. Sếp game phải có bút chì cơ. Sếp game không có bút chì đéo cho sếp. Con game nó cũng khốn nạn. Sếp game đéo có bút chì đéo cho sếp. Chưa thấy con game nó bố đời như con game này. Không có bút chì đéo cho sếp à, thế mới hay. Bây giờ phải cố gắng làm nào anh em nào mà biết được có một cái bút chì nào chỗ nào đấy hơn nữa không, anh em bảo tôi. Mình kiếm được thêm cái bút chì nữa thì ngon. Lúc nãy mình xếp được cũng hơi sai sách, bởi vì là đáng lẽ là cái đoạn này là con kiện không xuất hiện nữa, mình không cần phải xếp, nhưng mà do mình không biết. Ngay trong bồn rửa trong bếp á. Đây á. Đâu, lấy đâu ra bồn rửa trong bếp, anh em lại bắt đầu phải nhìn va vẩn. Đấy là cái vàng vàng chứ không phải là bồn rửa. Có phải là ấy đéo đâu. Anh em va vẩn. Cứ có một thanh niên bò lạc coi như là comment ở một cái chỗ nào đấy là tất cả số còn lại đều ê anh ơi kia kia chỗ kia kia đây có người vừa bảo kia anh ơi. Phải đéo đâu. Ồ. Ok. Hẹn giật cả mình. Ấy. Cái trẻ con nó chạy vào đấy, hồn ma nó còn sót lại. Nạp lần đầu được tặng bút chì anh ơi. Ừ nhỉ, quên. Quà tặng nạp lần đầu. Chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân. Được rồi, bây giờ khẩu súng ở chỗ này các bạn. Tôi chưa ra kia vội nha. Bình tĩnh. Khẩu súng nằm trong này thì phải. Đây, súng đây, súng đây, súng đây, súng đây, súng đây, súng đây. Đéo mẹ, mày chết rồi con chó ạ. À, đây rồi. Bao nhiêu viên đạn? Shotgun có 4 viên đạn. Đổi sang cục sạc súng ăn luôn. Khô máu rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ còn là vấn đề là cái game này nó di chuyển mà nó xoay rất là khổ, nó cũng rất là khó. Nhiều khi là tôi bắn không biết là có vị. Anh em cho tôi hỏi là bắn chúng nó bao nhiêu phát là mới chết. Game thì camera cứ thay đổi phải chiều đi liên tục. Mấy cái bình, cái thùng này không mở được. Từ từ tôi đi xung quanh xem kiếm một cái bút chì nào không. Kiếm một cái bút chì thì ngon. Không có rồi. Nạp thêm đạn á. Ở đây có 4 viên. Yên tâm, lúc mình đứng là mẹ ngay cạnh nó luôn mà. Đi xung quanh xem mình có bỏ lỡ cái gì không. Nhiều khi xung quanh đây lại có đồ ấy chứ. Ở đây là chỗ mình lấy súng rồi. Hết rồi. Quyết chiến thôi anh em. Giờ phút của sự thật thôi. Ông phải di chuyển đừng để nó chém. Ấn G cộng N cộng 1 để đổi góc nhìn thứ nhất. Một băng sọc găn cộng 5-6 viên lục là chết. Vừa bắn vừa chạy mới được. Cảm ơn anh em Minh Bùi. Nào. Ba mặt một lời luôn đi. Ra đây. Một phát. Hai phát.
Anh à, mày bắn đi anh à. Con mẹ. Đi, cái góc nhìn nó ngu lắm. Thế mẹ, cái góc nhìn con game này nó làm mẹ mỗi lần muốn quay lại phải quay đúng là cái chỗ này mới khó chứ. Đéo hiểu đây. Chuyển sang góc nhìn thứ nhất á. Chuyển thế nào? Mẹ, game làm có phần nào setting thì có thể mẹ setting cái này không? Invert E. Có auto arm này. Mẹ game có auto arm đấy chứ. Thế mà có thể auto arm đéo đâu. Ồ, từ từ. Từ từ. Mouse. À không được. DA để xoay. Không dùng, không biết làm thế nào để nó ấy thành chuột được. Đây là lùi và tiến này. Đây là quay bên trái qua bên phải. Tôi cần là cần cái này này. Kể là mình quay được. Nó không có nút khóa cam. Bây giờ chỉ có đừng có bắn liên tục thôi. Cần chôn lơ mới có auto arm á. Đâu không. Cần chôn lơ nó như thế này thôi. Bắn giãn cách ra nó mới tính số viên đạn à? Được rồi, lại nhá. Đây này, tôi qua mà. Tôi ngửi thấy mùi chiến thắng rồi. Cố gắng speedrun nhanh này. Không mất thời gian nữa. Quá mất thời gian của anh em rồi. Hãy yên tâm. Hãy tự tin vào tôi. Tôi cần những cái lời cổ vũ từ phía anh em. Vào phòng này. Phòng bếp mở hết tủ rồi. Lại còn tủ chưa mở. Cứ toàn đưa những cái mẹ, những cái suy đoán đéo chắc chắn. Xong rồi bắt đầu lên, bắt đầu coi như là gây ra cái sự hoang mang cho những người khác. Tội rất nặng. Mười không xóa game luôn. Thật, mười không xóa mẹ game luôn. Anh đặt xong trứng rồi xếp game đi anh. NV. Và một điển hình của những coi như là anh em xem chơi thì đéo xem đâu. Hoặc là có thể là vừa xem vừa thẩm du. Cho nên là cũng không biết là nó như thế nào. I am pro. Phòng bếp có tủ chưa mở. Đấy à. Ok. Con này nó viết nó cũng hơi tốn mà, hơi tốn chì. Người ta bình thường một cái bút chì người ta phải viết hết cả cái quyển vở nó chưa hết. Đây con này nó mỗi một cái bút chì nó chỉ viết mỗi một cái đoạn xếp game. Nó hết luôn bút chì luôn.
Thế mà kinh. Đây, phòng bếp còn tủ chưa mở à? Đâu? Không có này. Cái tủ này là tôi đã từng mở rồi này, mà không có gì này. Đây, search cho anh em xem luôn. Có lại xuân tình tưởng bọc khổ lắm. Đây, mở luôn này. Không có này. Đây, dưới này đéo có này. Đấy. Có lại bảo là có đồ mà đéo lấy. Tủ lạnh không mở được này. Thử cái này này. Một này. Hai này. Không có gì này. Ơ à! Sorry anh em, I am pro. Đúng là pro có khác anh em ạ. Đúng là pro. Tôi xin được xin lỗi anh em pro. Quá pro luôn. Tuyệt vời. Giờ vào lấy trứng thôi. Để tớ lấy trứng đã anh em, xếp sau, bình tĩnh. Sớm làm gì? Bình tĩnh, từ từ. Chúng ta thả đủ 3 quả trứng vào đã rồi chúng ta mới xếp game chứ. Tom, tom, tom. Ba, tom, tom, ba. Đánh nhiều quá thuộc bại luôn. Pro mới nạp tiền vào cho anh nên mới ra cây bút chì đấy. À thế à? Người được mua chiến thắng rồi. Lần này có thể nói thực sự người mua chiến thắng. Anh chuyển sang góc nhìn thứ nhất làm gì có góc nhìn thứ nhất mà chuyển. Anh em sao đây? Game làm gì có góc nhìn thứ nhất mà chuyển góc nhìn thứ nhất. Lấy súng sọc gân rồi xếp. Không cần như thế đâu. Không cần phải lấy súng gân rồi xếp. Nó lên thì chúng ta nhặt khẩu sọc gân là xong mà. Khẩu sọc gân nhặt cái được ngay mà. Không mất bao nhiêu thời gian cả. Đấy, xếp luôn chó lành nhưng không có mò lên trên chỗ kia xong lại đéo xuống lại được thì lúc đấy thì nhục lắm. Tốt nhất là tôi ấy luôn. Không có leo cầu thang trên kia xong lại đéo quay lại được thì thôi. Xếp đã. Ấn nút E bữa anh mới bấm. Thế à? Nhưng mà nút này làm gì có, nó làm gì có hiện thị súng ra mà anh em bắn. E thì nó là góc nhìn thứ nhất thật, mà nó đéo hiện súng từ tay ra cho anh em bắn. Nó chỉ là cái góc nhìn của anh em thôi. Súng đéo nó ra mà bắn. Bắn thì đéo được. Nó có hiện cái tay với khẩu súng đéo nó mà bắn. Anh em bị bắn vào đâu, tâm ở đâu mà bắn. Khổ. E gì? Tùy cái đi chứ anh em. Game này tôi bảo nó mô phỏng lại những cái con game từ cách từ năm 95 thì làm gì góc nhìn thứ nhất. Đấy mẹ, kiểu game Resident Evil mà là toàn chúng ta bắn như này, nghĩa là rồi thì anh em sẽ biết. Ấy à. Quên chưa bơm máu nhỉ?
bấm máu phát đã. Đào thôi. Lúc 5:30, lúc 5:95, Sihanouk. Lại một điển hình của cái việc là xem game nhưng đéo nghe. Hoặc là có thể là vừa xem game vừa nghe GAV. Đéo hiểu thằng nào con nào kêu là mẹ game 5:30. Chán. Thay súng đã. Hit run à? Hit and run nhá. Con này ngu nhỉ, ngắm vào đầu nó mà bắn thì có mà giáp vào mắt. Tóm. Tóm. Cháy. Ở kia. Ơi! Nào! Discord! Mẹ! Nó mỗi lần chạy nó còn phải vòng một phát xong nó bị chạy, có nhục tôi không á chứ! Bài chạy ấy, chúng ta muốn quay đầu ấy là chúng ta phải vòng lên trên chúng ta mới quay đầu lại! Đéo mẹ! Thôi mà này tôi nhớ rồi. Chúng ta không giữ nút tiến mà chúng ta phải AD để nó quay đầu. Cũng may là chúng ta vừa mới xếp chỗ kia xong này, và rất là nhanh thôi. Không phải đi làm lại một đống thứ nữa. Hên là xếp rồi đấy, đúng rồi. Phải cảm ơn anh em I Am Pro ấy. May có anh em I Am Pro bảo. Nó đi đến bao giờ cho nó. Có biết bao giờ cho nó. Mỗi lần lại phải vào đi kiếm trứng xong lại để đánh piano. Chắc tội đi điên đầu mất. Giữa đêm bây giờ 1 giờ đêm các anh em nghe cái bài piano nghe thấy nó đau đầu rồi thì khổ. Ôi giời. Gì đấy? Tinh 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 từ rinh tinh tinh ia ia o. Tinh 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 từ rinh tinh tinh rồi ia ia o. Tánh tánh tung tung tánh 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 tung tung tánh tánh tung tung tánh tánh tung tánh 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 mía yao. Ba đứt à? Đấy, phát xong ngay. Không leo được nhỉ. Tôi định mẹ bức game. À ừ, đây. Mình chạy vào đây, thằng sát nhà sẽ đéo đi vào được. Nó có bước vào được không nhỉ? Nếu mình đứng ở trên này thì sao? Tập chạy trước à? Đấy. Như chúng ta ở đây chúng ta ngắm bắn này. Ta sẽ xoay như này, chạy. Đấy, ngắm bắn. Nó sẽ ngắm như này. Rồi khi bắn xong lại xoay như này, chạy. Rồi. Tập luyện sẵn sàng rồi. Thằng làm game nó cũng khôn. Nó không cho mình coi như là bấc những cái chỗ như thế. Đâu anh em ạ? Từ từ, đổi sang shotgun đã. Này thằng kia chết thôi. Lý thuyết và thực hành.
Tại sao anh em nó có những cái không tin vào tôi thế nhở? Một phát cháy, tao thách cả lò nhà mày luôn. Tao thách cả lòi mày luôn. Ai à, hết đạn đi. Hai đạn nút nào đưa anh ơi. Thằng khốn nạn, bắn được 4 phát là hết đạn đúng không? Không làm gì có thay đạn cuống. Thôi nhưng mà bắt đầu khá hơn so lần trước rồi, phải công nhận điều ấy đi. Bắt đầu khá hơn rồi. Có điều là quên mẹ mất là làm đéo con có mỗi 4 viên đạn cho sọc ăn thôi. Khổ. Được rồi. Con chó chết. Mày sẽ phải chết con chó ạ. Sẽ biết thế nào là lễ độ với tôi. Để đọc đi xem cốt truyện thế nào. HP buồn. Đến đây tôi đéo thể nào có thể coi như là vậy. Nói thật với anh em, đéo thể nào có thể kìm chế được nữa. HP buồn ra đi. Sức chịu đựng con người nó có giới hạn. Anh dùng súng lục bắn trước, súng lục bắn nhanh hơn nên nó bị choáng. Ừ đúng anh em nói đúng. Chúng ta nên dùng súng lục trước. Súng lục bắn nhanh thì thằng này nó sẽ bị choáng ngay khi bắn hết, xong rồi mình dùng sỏ can mình bắn sau. Đúng. Anh em chuẩn lại. Bắn lục trước cho này nó bị sờ tu đã, xong ta lấy sọt gan chúng ta từng tiếp thì tôi tin là thằng đấy đéo thể nào sống được đâu. Bao nhiêu viên đạn lục tất cả thì nó mới chết, anh em cho tôi hỏi. Sọt gan thì chúng ta phải bắn full 4 viên rồi, nhưng mà lục là bao nhiêu viên nó mới chết? Lục ở đây là 8 viên, bắn hết cả 8 này, chúng ta còn 3 viên đấy nữa, không lẽ phải bắn trúng tất cả các viên này thì nó mới chết à? Đấy, sạc cái gì? Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cháy. Ờ. Có con kia, ăn được tao. Có con cỡ cái bắn chuyên kia. Mẹ ông toàn chuyên à? Đùa nhau à? Sao tôi ăn trượt? Please. Nào. Mày cứ bị quên mất. Hết đạn rồi. Hết mẹ đạn rồi mà nó vẫn chưa chết là thế nào? Em cho tôi hỏi tại sao đạn rồi nó vẫn chưa chết? Sao nó vẫn chưa chết? Mẹ đạn rồi sao nó vẫn chưa chết là thế nào? Sao không chạy được? À!
hết sức đéo chạy được nữa. Đéo sao trượt được auto aim mà trượt được thì tôi chịu đấy. Game auto aim mà. Đéo sao auto aim trượt được luôn thề. Ba phát chém là chết. Mình sẽ chịu được một phát chém. Với cái số máu hiện tại mình sẽ chịu được một phát chém thì có thể sẽ để lại. Để bị nó chém một phát thì tôi mới ăn máu vào. Cái này là mình có thể chịu được thêm một phát chém nữa này. Tức là 8 viên lục với cả 4 viên shotgun, nếu trúng tất cả nó sẽ chết chứ gì? Đúng không anh em? Miễn là 4 viên shotgun phải trúng đúng không? Với cả 8 viên lục đúng không? Chắc chắn anh em, đầu tiên anh em phải chắc chắn giúp tôi xem là có đúng với số lượng đạn đấy không đã. Không có tôi cứ cố gắng mẹ. Để tôi cố gắng bắn trúng shotgun. Shotgun phải bắn tầm gần. Không anh ơi, còn phải chém dao nó vài phát. Thế thì thôi. Thôi. Thế thì chơi đéo gì nữa. Nghỉ mẹ con game này xong rồi lên YouTube xem mẹ ending cho nó xong. Thề với game luôn. Chơi đéo gì nữa. Thật, mẹ bắn còn khó nữa là chém. Được rồi, cái này ở đây khi bật lên cái là mình sẽ ăn ngay. Ok, nào. Bảy, tám, chạy. Gạt xong. Một phát gạt xong. Hai phát gạt xong. Mình cứ chạy, ngu thế. Ba phát gạt xong. Ui dồi ôi, chứ bố còn trò. Làm sao? Ăn lại máu luôn. Bố láo bố lếu. Tính nào cho bạn Hiền. Bạn Hiền ơi, dậy đi bạn Hiền ơi. Vợ tớ vẫn còn một viên nữa bạn Hiền ơi. Thật, nó đéo cho hết sót đi chứ. Đéo xem được xác thằng này luôn. Chỉ có đi ra ngoài. Ơ, mẹ vẫn bị khóa này. Có lẽ nào. Ôi rồi. Mày không thể giết được tao. Tao là Easter Ripper thì đéo về người đâu, sao lại cái gì đấy. Ơ, cái gì vậy. Ơ, ôi Valin. Zombie tỉnh dậy. Hồn ma các em nhỏ, hóa ra là nó giết xong rồi nó chôn sang cái này để chăm cây. Tránh xa tao ra, chúng mày không được. Vãi cứt. Ôi. Ôi giời ơi. Thôi chạy nhanh mẹ lên. What the hell.
kết cục tôi chưa từng nghĩ ra cho con game này à. Các cháu coi như là trỗi dậy. End game một cách mà tôi chưa từng coi như là bị ngờ đến luôn chứ không phải là kinh đấy. À, cuối cùng tự nhiên có quả ánh sáng. Để hiểu ánh sáng ở đâu ra để chúng ta xem là có after coi như là credit không. Game này mà cũng phải từng này người làm ấy hả? Khiếp à. Con game như thế này mà cái số lượng người làm cũng phải lên đến về mấy chục người. Ôi rồi, lập trình, vẽ, viết cốt truyện, design, Benedetto Kokuza. Ôi, anh Benedetto này một mình anh khâm tất. Lập trình, vẽ nhân vật, viết cốt truyện, tất cả của bộ âm nhạc là anh đéo làm được. Đây là danh sách những cái những cái âm thanh, những cái âm thanh ở trong game anh lấy ở đâu. Tiếng zombie, rồi là tiếng mở khóa, rồi là tiếng giật mở giấy, tiếng mở cửa, tiếng quay camera. Đây là credit của những cái đấy. Anh Benedetto Kokuda kinh đấy. Chắc là cháu của Tokuda. Kokuda chứ cháu của Tokuda rồi. Hiểu mấy cái này mà gì phải ghi khổ. Mấy cái tiếng này cứ cũng phải ghi lại đến từng cái tiếng một ạ. Hiệp quá thì mất. Cờ re đứt. Đọc mà mới hết cả người. Xem là có after credit không. Chả sao đoạn cuối lại tự nhiên có cái ánh sáng mẹ chói lên. Chắc là bừng nắng hạ. Thấy hiểu. Chạy ra ngoài tự nhiên ở trong quả sáng lên, tôi cứ tưởng là cái gì nổ. Cố làm cho credit dài à? Đã phải cố gắng đợi Wikipedia kìa. Ôi trời. Riêng sâu trách là anh đéo làm, những cái phần âm thanh là anh đéo làm được. Có lẽ anh cần tất. Cảm ơn gì, cảm ơn lắm thế này. Cơ quan đoàn thể nào mà lắm thế. Chắc bịa chứ đéo hiểu. Cảm ơn mỗi Steve, Peter, Jesse, không cả họ luôn. Mỗi tên. Gary kia tôi nhìn thấy mấy lần có chữ Gary rồi. Thật mẹ phần cảm ơn còn dài hơn cả game. Mỗi thằng vẽ một frame. Cảm ơn ông vua tôi anh ơi. Nhưng mà cái thằng này dở hơi à. Ơ lại ZC kìa. Hình như nó có lặp lại sao anh em ạ. Chứ cảm ơn đéo ơi tụng này người. Ô, có cả anh nào người Thái kìa.
vừa mới có thấy từ tiếng Thái xong. Thôi. Đéo hiểu. Credit còn dài đến cái mức độ là hết mẹ cả nhạc rồi vẫn còn ạ. Cái gì cái ách tua phách chùa cái đéo gì cơ. Cảm ơn những người đã donate ủng hộ à? À thế này chắc là nó gây quỹ ở trên này đúng không? Chắc là gây quỹ ở trên gì đúng không? Chắc là gây quỹ ở trên Kickstarter hoặc là như thế nào đấy. Đây là những cái người mà đã đóng góp tiền. Có cả anh Nhật kìa. Cái này mà không biết nhỉ? Không biết để mình donate phát phải là tên được lên trên này có phải là tự hào cả dòng họ không? Khổ. Quỹ miền Trung. Rồi, hết rồi. Puppet Combo. Ok. Vâng. After Credit đều có cái gì? Mẹ. Đéo hiểu cái thằng khốn nạn.